thưa quý vị trong ngày hôm qua Ấn Độ đã ghi nhận thêm 343.000 trường hợp mắc mới hơn 4.000 bệnh nhân đã tử vong nâng tổng số người mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á này lên con số là 24 triệu và trong nỗ lực đẩy mạnh tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng đại diện cơ quan y tế Ấn Độ cho biết các nhà sản xuất vaccine trong nước ước tính là có thể cung cấp 2 tỷ liều vaccine COVID-19 trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay và bản thân Ấn Độ thì cũng đang nỗ lực đàm phán để mua thêm nguồn vaccine từ bên ngoài Theo báo Indian Express, việc có được hơn 2 tỷ liều vaccine cũng có nghĩa gần như toàn bộ dân số trưởng thành của Ấn Độ sẽ có cơ hội được tiêm vaccine trong tháng 12. Ngoài ra Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới cũng đang đàm phán với ba nhà sản xuất vaccine nước ngoài là Pfizer, Moderna và Johnson Johnson để bổ sung nguồn cung vaccine. Tôi nghĩ có hai hạn chế ở đây một là chuỗi sản xuất vaccine hiện có nhiều hàng viện trợ nước ngoài và nhiều nguyên liệu thô từ các bang đang được chuyển đến song chúng tôi không thể đáp ứng một sớm một chiều hạn chế thứ hai là cơ sở hạ tầng y tế đội ngũ nhân viên những người đang bận rộn điều trị cho các bệnh nhân nhưng chúng tôi hy vọng trong vòng một tháng hoặc hơn làn sóng dịch thứ hai sẽ bị đẩy lùi và chúng tôi sẽ bắt đầu đẩy nhanh việc sản xuất vaccine Phía Ấn Độ cũng hy vọng ba hãng dược có thể chuyển giao công nghệ để Ấn Độ thúc đẩy sản xuất trong nước, tăng nguồn cung vaccine. Dù vậy, cả ba hãng dược trên đều thông báo sẽ đàm phán với Ấn Độ trong vài tháng tới do nguồn cung vaccine hiện nay của họ không dư. Đến nay, 10% người Ấn Độ đã tiêm một liều vaccine trong số 1,3 tỷ dân, chỉ hơn 1% đã được tiêm hai mũi.